cho anh em lọc bánh ngay mưa nha, bảo mà bảo mưa được lắm. Và cô đang đứng trước showroom Sùa Lọc và anh em cứ cần rồi tại showroom Sùa Lọc 232 bên Lộc Sơn Trần Phú thì Sùa Lọc trời mưa quá chưa đi giao được cho khách. Và đây là showroom Sùa Lọc thì bên phía bên phải là khu phụ tùng và một xe buýt canh chỉnh xe ở đây. Hiện tại là xe tay ga đã canh xong rồi nhưng mà chưa giao cho khách. Giờ đây là còn hai xe giờ dép và một xe bò mới lên cánh đĩa sau canh chỉnh lại cho một anh trai mang xe từ mua xe tại Sùa Lộc rồi mang ra ngoài Bắc Ninh chạy bây giờ lại quanh lại Sùa Lộc chơi và ghé Sùa Lộc để lên hai tháng đĩa tại sau đó. Xe này mua tại Sùa Lộc của nha anh em, và những xe tay ga 4 thì anh em mang tới đây đều có kỹ thuật xịt chân, bây giờ là một kỹ thuật anh em Sùa Lộc sẽ canh chỉnh cho anh em. Đây là em trai vừa mang xe tới canh chỉnh và lên tháng đĩa sau. Cảm ơn Thọ nhiều nha Thọ ơi. Ok Thọ, các bạn bè giới thiệu cho anh nha. Vâng, cảm ơn anh em nha. Tại showroom Sùa Lộc có canh chỉnh hai thầy bốn thầy tay ga xe số cho anh em hết nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, quá yêu.